Tôi là giáo viên dạy ở Hà Nội. Tôi bị đau vi vai gọi như là gần 10 năm nay. Nay đến đây để điều trị để cho nó khỏi. Gần 10 năm rồi. Anh có biết nguyên nhân tại sao anh bị đau cổ gáy không? Một là chắc là đi nó không được ngay ngắn thì nó ảnh hưởng. Hai nữa là đứng hoặc ngồi làm việc nhiều. Thế mà anh đã đi chụp chiếu gì chứ? Vì rằng là nó không phải là đau thường xuyên cho nên không đi chụp chiếu gì. Có chữa chạy gì không? Cũng tự xoa bóp ở nhà thôi. Thế mà anh quay cái lưng lại đây. Anh vắt cái tay ra, quay lưng ra đây rồi. Anh vắt cái tay ra đằng sau như nào? Tay phải lên trước. Hết cỡ chưa? Không, đằng sau thôi, vắt sau thôi. Lên hết cỡ chưa? Rồi, anh đổi tay đi, vắt tay trái lên như nào? Hết cỡ chưa? Ồ, cả hai cái đều kẹt à? Anh bị bên nào đau nhiều hơn? Bên trái, vai trái đúng không? Rồi, ok. Động một cái phương pháp tập chỉ liên tâm và chữa cái đau cổ gáy, bây giờ anh thấy thế nào? Sau khi được tác động vào cổ vai gáy thì tôi thấy rằng là dễ chịu và bây giờ cảm thấy đỡ đau rất nhiều. Đỡ đau rất nhiều. Đỡ đau rất nhiều và có thể rằng là vắt tay lên được thoải mái hơn trước. Cái cử động dễ dàng hơn nè. Bây giờ anh quay sau lại anh vắt trở lại xem nào. Có thể đưa tay lên đây. Hết coi chưa nào? Ôi giời ơi, nãy là lâu giờ nãy đây này, lên tầng cao trên cùng này, rồi ok, đổi tay như này. Ok. Rồi, anh nghĩ gì về cái phương pháp này? Cái phương pháp thật chỉ liên tâm này phải nói là cũng hay, tuyệt vời đấy. Thế này. Nói đây là cần phải xoa bóp bấm thường xuyên và làm thì nó mới có tác dụng. Chườm đá nhá, về chườm đá nhá. Chườm đá, có ba bước. Tìm hết cả. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Đường dây nóng đá chườm dụng cụ Sài Gòn, điện thoại 0125800229, Hà Nội, điện thoại 0983 581 652.